trước khi đi bất cứ cái đám tiệc nào thì Thấm hay pha cho mình một cái ly giúp cho tăng năng lượng để mình có thể tươi tỉnh, mình vui vẻ trong cái bữa tiệc của mình á, mình khỏe, mình đi trên đường đi mình cũng yên tâm. Thấm thường sẽ cho mình một miếng aloe, pha cái ly trà mỹ nhân thì cần một ít aloe và pha một ít trà. Trà vào với lại một ít collagen. Collagen xong rồi thêm một ít nải bốt. Collagen giúp cho nó đẹp da, rồi trong đó nó cũng có sáng mắt, nó có hỗ trợ tim nha các bạn. Phẩm này là đạt giải Nobel này, hỗ trợ tim mạch này, và chống lão hóa da, xong rồi có nhiều vitamin C đó, ngừa đột quỵ luôn các bạn. Nó có hai muỗng thì chúng ta trong đây có muỗng nhỏ nhỏ, hộp này mới vui luôn các bạn. Mình tỉnh táo. Đây, đây cuối cùng Thấm được cái ly trà mỹ nhân. Cái ly này rất là ngon các bạn, và nó đủ chất dinh dưỡng và giúp cho mình khỏe, mình tươi tỉnh, năng lượng. Cái này mình đi đường xa hay là gì mình cũng rất là yên tâm, tỉnh táo để mình chạy xe. Thấm muốn đẹp da thì Thấm thêm với trong lão hóa da, Thấm xin hai cái viên axi, hai cái viên vitamin thêm nè, bổ sung thêm cái viên vitamin mà Thấm thường là Thấm cho hai viên double, và sau đó là hai cái viên axi là có khả năng chống nắng luôn, chống tia cực tím rồi, còn hai cái axi này là chống mất nước, là giữ ẩm cho da đi ngoài đường nắng thì mình sẽ giữ ẩm cho da. Đó là 6 viên nha các bạn. Thấm uống 2 lần. Sau khi mình uống cái ly này và mấy cái viên này thì mình đi đám tiệc, thứ nhất là mình nên tỉnh táo, thứ hai là cái viên F2 sẽ giúp mình chuyển hóa, mình hấp thu vô cái lượng calorie vừa phải, rồi còn số mà nó lỡ mình có ăn nhiều thì nó sẽ giúp cân bằng và nó đào thải ra ở bên ngoài. Ly này nó vừa rất là ngon mà nó vừa rất là đủ chất để nó khỏe hơn cho mình về tim mạch, về đầu óc tỉnh táo, về tinh thần, về da dẻ, nó rất là tuyệt các bạn. Nó làm sạch những cái mảng xơ vữa trong mạch máu, chính vì thế là Thấm rất là tin dùng và thường xuyên uống. Nếu mà những cái lúc mà đi đường xa hoặc là những cái lúc mà cần chuẩn bị cho những cái công việc gì mà nó quan trọng, đó, đám tiệc mà mình cảm thấy mà đang lo lắng thì kết thì Thấm thường sẽ pha trước cho mình cái ly này. Và uống đầy đủ tất cả các cái viên vitamin, để nhiều khi mình ra ngoài lỡ mình ăn những cái chất mà là nó không có tốt cho sức khỏe, độc tố thì nó sẽ giúp mình chuyển hóa, nó phản ứng chống oxy hóa, nó sẽ đỡ hấp thu vào trong cái cơ thể mình nhiều hơn, nó đẩy ra ngoài nhiều hơn, nó giúp cho mình đỡ bị bệnh tật, những cái bệnh chuyển hóa.
Rồi xong. Sự chuẩn bị đi đám tiệc của mình đã xong. Hello, xin chào tạm biệt tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Bye bye. See you again.